Tặng gạo hàng xóm. Mẫu trai, lần này công lao của người rất lớn, nhờ ngươi mà đám đạo tặc toàn diệt, dân chúng trong huyện đã hưởng bình yên trở lại. Vì vậy ta tiến cử người thăng cấp làm quan huyện, ý người thế nào? Xin cảm tạ quan lớn, đã có ý tốt. Nhưng người xứng đáng nhận chức vị đó là nhóm ăn mày, chứ không phải là tôi. Tôi... Hả? Người nói vậy là ý gì? Tôi đã gia cố lại mái nhà cho anh chị rồi đó. Bây giờ mưa bão thế, mưa bão nữa cũng không sợ nha. Cũng may là có chú giúp, không may vợ chồng tôi còn khốn. Thế đã có thông báo gì về kỳ thi hương chưa chú? Cha ơi, mẹ ơi, con đói. Thôi, chị sang tôi, lấy ít gạo về nấu cháo cho các cháu đi. Nhưng mà còn chú? Chỗ anh em trong nhà, anh chị không phải ngại đâu. Với lại bọn trẻ làm sao chịu đói được. Thôi, chị về nấu cháo cho các cháu đi, bọn trẻ đói lắm rồi. Tôi đậu rồi, tôi đậu kỳ thi hương rồi. Công lao bao năm đèn sách của chú cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Vậy sắp tới chú có định tham gia kỳ thi hội nữa không? Khổ nổi, độ phí đi đường, rồi kinh phí thi lớn quá. Mà tôi thì... Hay là lần này anh xem thế nào, giúp tôi được không? Tôi sẽ không quên ơn anh chị đâu. Ấy, anh em mình thì tính toán gì, nhưng chú cũng biết, năm nay mưa bão liên miên, thành ra nhà tôi cũng phải chạy ăn từng bữa. E rằng chuyện đó... Trong lúc thế này tôi vay tiền thì chắc ai cũng sợ tôi nghèo không thể hoàn trả. Chi bằng tôi mời 5-6 người thân hữu nha, mình lập một nhóm hội góp vốn, xong xuôi công việc tôi sẽ hoàn lại các anh. Anh xem ý đó được không? Thế nào, chú đã mời được mấy người rồi, tình hình khả quan không? Đã có 5 vị đồng ý rồi, thêm cả anh nữa là hội ta có 7 người tất cả. Tôi cũng thống nhất với họ là sáng mai gặp mặt ở nhà tôi. Anh thu xếp qua, có gì phụ tôi nha. Vậy thì tốt quá rồi. Sao giờ này vẫn chưa ai tới vậy? Anh cho chú ấy vay thì biết bao giờ mới lấy lại được chứ. Trong khi con của mình đang sắp chết đói thì anh không mảy may nghĩ ngợi. Em anh mới khó một tí mà anh đã thương xót rồi. Mình à, chẳng lẽ mình đã quên những ngày nhà mình được cứu đói nhờ những nắm gạo cuối cùng của chú ấy sao? Bây giờ chú ấy cần tiền lên kinh dự thi, lẽ nào mình lại không nghĩ? Với lại mình nghĩ xem, tham gia hội góp vốn này, tới lúc mình cần tiền người ta lại hùng vào cho mình, thế chẳng đỡ hơn mình phải đi vay à? Không, anh có chắc á, giờ mình hùng vốn vào, xong xuôi hắn trả mình hay không? Hay là nhân cơ hội lên kinh rồi cao chạy xa bay, lúc đó biết tìm ở đâu giờ? Thôi thôi thôi, anh đừng có bàn soạn thêm nữa, không đời nào tôi cho cái ngữ ấy vay tiền đâu. Nè, các người làm gì mà rình rập trước cửa nhà tôi thế? Chúng tôi đi ngang qua thấy có tiệc ngon nên chúng tôi chỉ muốn chờ để xin ít đồ ăn thừa thôi ạ. Chúng tôi xin phép đã làm phiền gia chủ. Khoan đã. Chẳng giấu gì, thời gian thi cử sắp tới, không có tiền làm lộ phí đến kinh thành, nên ta muốn mời thân bằng hảo hữu lập hội góp tiền. Nào biết đâu bọn họ lừa ta, họ đã hứa với ta, vậy mà nay lại nuốt lời, khiến tiệc rượu ta chuẩn bị thành đồ thừa. Chi bằng thỉnh mời các vị vào ăn một bữa, các vị không chê chứ? Chúng tôi là những người địa vị thấp kém, được tôn gia chiếu cố ban thưởng cho cơm ngon rượu ngon thế này, chúng tôi cảm kích không hết, sao dám buông lời chê bai. Trời ơi, vậy là con đường khoa bảng của ta chấm dứt rồi sao? Bao công sức của ta đổ sông đổ biển hết rồi.
từ nơi này tới kinh thành, ông cần bao nhiêu ngân lượng? Ta chỉ cần trên đường không chịu đói, có thể thuận lợi đến kinh sư là được. Nếu vậy thì đây chỉ là việc nhỏ, ông chớ lo lắng mà ảnh hưởng tới kết quả kỳ thi. Chúng tôi nguyện ý hộ tống ông đến kinh sư. Không không, ta không thể nhận sự giúp đỡ của các ngươi được. Bữa cơm ân huệ của ông chúng tôi không bao giờ quên, vì thế xin ông hãy để chúng tôi được đền đáp tấm lòng này. Đúng vậy, xin ông chớ băn khoăn mà mau thu dọn sách vở, rồi chúng ta lên đường kẻo trễ. Một thời gian sau. Ngày xưa mình cứ chê chú ấy khố rách áo ôm, bây giờ chú ấy đậu tiến sĩ, lại được ban cho chức quan huyện lệnh đó. Giá mà ngày xưa tôi không nghe mình, có phải bây giờ tiện bề nhờ vả rồi không? Chú ấy là quan, chẳng lẽ lại chấp mấy chuyện hồi xưa? Chúc mừng chú đã công thành danh toại, làm quan rồi, nhưng cũng đừng quên anh chị nha. Dạ, có gì hơn máu mủ ruột rà hả chị? Chờ chúng tôi với. Bây giờ ta đã là quan của huyện lớn rồi, để họ đi theo sẽ không tiện, nhưng cũng không thể ruồng bỏ ân tình được. Ta phải làm sao đi? Ngày hôm nay ông lên đường nhậm chức quan, thôi thì chúng tôi cũng chỉ biết chúc con đường quan lộ của ông hanh thông. Còn các vị xin ông chớ lo, ông làm quan thì hãy chỉ để ý tới công việc của mình, còn chúng tôi thì vẫn tiếp tục ăn xin. Nhưng khi ông cần, chúng tôi sẽ luôn tận lực trợ giúp. Bẩm quan, quả đúng là như vậy. Nhóm đạo tặc đang hoành hành trong huyện. Nếu tình trạng này còn kéo dài, e rằng muôn dân sẽ khốn khổ. Mong quan lưu tâm mà lấy lại bình yên cho mọi nhà. Các người đã có tin tức gì của bọn chúng chưa? Dạ bẩm quan, thần nghe dân chúng đồn gần đây xuất hiện nhóm ăn mày lạ, rất có thể ban ngày chúng đi khắp nơi để ăn xin, và tối đến chúng bắt đầu hoành hành cướp bóc, gây nhiễu nhương trong dân chúng đó ạ. Nhóm ăn mày, người có nghe nhầm không? Bẩm quan, thần đã thăm dò kỹ lưỡng mới dám tâu ngài. Bọn chúng chỉ gồm 3 người nhưng hành động thì rất nguy hiểm. Sao các ngươi lại ra nông nổi này chứ? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ta sẽ không bao giờ nghĩ các vị lại có thể làm chuyện đó. Ta thật thất vọng về các ngươi. Tôi cứ ngỡ ông là quan huyện sáng suốt liêm minh, ấy vậy mà để giải quyết vụ án quan trọng như vậy lại chỉ dựa vào một hành động không đầu không đuôi sao? To gan, các ngươi đã không biết lỗi lại còn lớn giọng khích bác ta sao? Quân lính đâu? Mau đem đám người này ra ngoài đánh 100 rồi đẩy vào ngục cho ta. Bẩm quan, chúng ta đã bắt nhầm người rồi. Bên ngoài có người báo đã tìm thấy hang ổ của nhóm đạo tặc. Chính nhóm ăn mày đã tiếp cận và báo lên chúng ta để có thể bắt tận tay bọn đạo tặc đó ạ. Ta chắc ông đã quên. Còn chúng tôi thì luôn dặn lòng rằng mình là những người thấp kém trong xã hội, nhưng vẫn phải có tự trọng, nên không bao giờ cho phép mình làm những chuyện như vậy. Và từ ngày ông nhậm chức quan, vì không muốn ông khó xử nên chúng tôi không dám tới gần. Nhưng trong tâm chúng tôi vẫn nguyện ý theo ông, nhất là khi thấy ông tiêu tụy vì tình thế nhiễu nhương, chúng tôi không thể ngó lơ. Vậy mà ông đã phản bội lòng tin của chúng tôi sao? Cũng chỉ vì bản tính hồ đồ mà ta đã đánh mất ân tình, ân nhân của mình. Nay xin quan lớn cho tôi được cáo lão hồi hương, vì tự thấy mình không còn xứng đáng để tiếp tục làm quan phụ mẫu của dân. Mua một chuộc năm. Chà, nắng nóng quá. Mài quá, ngồi kia nghỉ tạm một lúc cho đỡ mệt rồi về. Chà, mát thiệt.
Cái thằng rách rưới tả tơi kia ở đâu ra mà dám tới cổng nhà ông ngồi ngủ thế? Nhà ông chứ có phải cái chợ đâu mà thích ngồi là ngồi, thích nằm là nằm. Này thằng kia, ai cho mày ngủ ở gốc cây nhà ông thế hả? Sao ông lại quát tôi? Mày còn cãi nữa à? Đất này là đất nhà ông, cái cây này là cây của ông, ai cho mày ngồi đấy hả? Thôi được, nếu ông đã nói vậy thì tôi đi. Đứng lại, ai cho đi mà mày đi? Mày nằm ngủ dưới bóng cây nhà ông, muốn đi thì phải trả tiền ông đã. Hả? Trả tiền? Ngồi dưới bóng cây mà cũng mất tiền sao? Ồ phải đây, sao lại vô lý thế chứ? Đừng có mà ức hiếp người như vậy. Lại không à? Cây của ông, bóng cây đương nhiên cũng là của ông. Mày ngồi nghỉ dưới bóng cây khác nào thuê chỗ ngồi ngoài chợ bán hàng, không trả tiền mà được chắc? Bao đưa một đồng đây, rồi thích đi đâu thì đi. Lão phu ông thật quá quắc, thật xấu hổ, đúng là kẻ keo kiệt, tham lam nhất vùng. Ông ta cố tình bắt chẹt mình đây mà, quá quắc lắm rồi. Thôi, ông nói cũng phải. Thôi thế này đi, ngày nào tôi cũng phải đi làm đồng qua đây, nên cũng muốn có chỗ ngồi nghỉ một lát cho đỡ nắng. Nếu ông đồng ý, hãy bán lại cái bóng cây này cho tôi, tôi sẽ trả ông hẳn 10 đồng. Ông thấy sao? Ừ hả, anh ta điên rồi sao? 10 đồng? Thằng này ngu thật, mình tưởng chẹt lấy nó 1 đồng, ai dè nó còn định cống cho mình cả 10 đồng. Còn mỗi cái bóng cây thì làm được gì chứ? Cái cây thì vẫn là của mình cơ mà, nó thích mua thì ta bán. Được, 10 đồng, ông bán cho mày cái bóng cây. Nhưng nhớ chỉ là cái bóng cây thôi đấy, cấm mày được động gì tới cái cây của ông. Đồng ý thì đưa tiền đây. Bà con cô bác làm chứng, tôi đã mua cái bóng cây của ông Phú ông với giá 10 đồng. Từ nay trở đi, cái bóng cây này là của tôi, tôi sẽ giao tiền, còn ông phải viết giấy. Được, viết thì viết. Ồ, anh ta làm sao thế nhỉ? Tự nhiên bỏ ra 10 đồng mua cái bóng cây làm gì cơ chứ? Thật chẳng hiểu nổi. Ông ơi, nguy rồi. Sao, có chuyện gì mà làm như trái nhà vậy? Bẩm ông, có mấy người ngang nhiên vào sân nhà ta trải chiếu ngồi, con đuổi mãi mà họ không chịu đi. Sao, kẻ nào mà láo thế? Các người ở đâu đến? Ai cho vào nhà ông ngồi ung dung thế này? Phú ông nói gì vậy? Ông quên mất lúc trưa tôi đã mua cái bóng cây này của ông rồi sao? Giờ tôi ngồi dưới cái bóng cây của tôi hóng mát thì có gì mà sai chứ? Các bác ơi, chúng ta lại dịch một tí vào hiên nhà cho mát đi. Đi nào. Trời ơi, mấy người định làm gì thế này? Thôi, tôi trả lại anh 10 đồng, tôi không bán cái bóng cây này nữa. Sao lại có 10 đồng chứ? Giờ nếu ông thích thì tôi bán lại cho ông 50 đồng. Những 50 đồng, sao đắt thế? Trời ơi, sao lúc trưa mình lại không nghĩ ra việc này chứ? Thì lúc ấy ông còn mãi nghĩ về 10 đồng, đâu còn nghĩ được điều gì nữa. Nếu ông chơi đắt thì thôi, tôi không bán nữa, để đấy chiều nào mấy anh em tôi cũng ngồi chơi cờ cho vui. Phải đấy, kiếm đâu ra được khoảng sân vừa rộng vừa mát thế này chứ. Trời ơi, không, 50 đồng tôi cũng mua. Sao không làm thầy bói? Hay thật đấy, công nhận thầy phán hay quá, nếu đúng được như thế thì còn gì bằng. Mời người tiếp theo. Nhờ thầy xem giùm tôi một quẻ hả? Tên, tuổi, ngày sinh. Dạ, Trần Tư, 30 tuổi, sinh ngày rằm tháng chạp. Dạ, thầy xem cho con xem, con có làm nên trò trống gì không ạ? Số người này cũng khá đấy, không đến nỗi nào đâu. Ôi, thật ạ thưa thầy. Thế mà ba mẹ con hãy thấy con nằm ở nhà là lại la mắng cả ngày, kêu số mày sau này không chết đói mới là lạ. Bà này. Dạ, thầy thấy gì nữa ạ? Xem ra cũng có số làm thầy đấy nhé, không phải làm tớ cho ai đâu. Ôi, thế ạ, đa tạ thầy quá. Thầy nói con thấy đúng lắm. 3 tháng sau. Về thôi, hôm nay kiếm thấy là cũng kha khá rồi.
đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Mắt mũi để ở đâu thế? Xin lỗi, tôi vội quá. Hả? Lão Bảy thầy số? Đúng rồi. Đúng, tôi đây. Anh là ai? Còn dám hỏi à? Vì ông mà tôi ra nông nổi này đi. Phen này tôi phải cho ông nhừ đòn cái tội nói láo. Ấy ấy, bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói. Cậu là ai? Sao lại định đánh người thế hả? Ông phán cái kiểu gì? Để tôi giờ ra nông nổi này chứ. À, thì ra là cậu à. Tôi nhận ra cậu rồi. Này, tôi nói cho cậu biết nhé. Tôi xem số đã mấy chục năm nay, chứ đâu phải ngày một, ngày hai. Không sớm thì muộn, thế nào cũng đúng. Cậu mới chờ được có bao lâu mà đã kêu không đúng, đừng có mà vu khống. Đúng à, đúng cái con khỉ. Ông bảo tôi có số làm thầy, tôi về nhà liền theo nghề thầy Lan. Này không hiểu thế nào, bốc nhầm thuốc cho người ta uống xong lăn quay ra chết. Người nhà họ đang đuổi theo đòi lôi cổ tôi lên quan kia kìa. Ông hại đời tôi thế mà còn dám cãi nữa à? Tôi bảo anh có số làm thầy, chứ có bảo anh làm thầy Lan đâu. Sao anh không làm thầy số như tôi đây này, phán chuyện tương lai, có ai nhìn thấy ngay đâu mà lo sai. Đằng này anh lại đi làm thầy Lan, sức khỏe của người ta quý như thế, sống chết nó rành rành ra, anh đã không biết lại còn đòi phán bừa thì chẳng rước họa vào thân. Từ xưa tới nay, vẽ chó vẽ ngựa thì khó, chứ có ai bảo vẽ ma quỷ khó bao giờ. Kia kìa, nó kia kìa, mau tóm lấy nó, đừng để nó chạy thoát. Ôi trời ơi, đúng là mình ngu. Sao không làm thầy số? Sao không vẽ quỷ mà lại đi vẽ ngựa thế này? Đứng lại. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.